thế. Vườn của mình đây. Cách lồng còn khoảng 1 mét thôi. Đóng mâm nhang xuống rồi. Nhắc lại đây này em, kim bôi sông của mình lần trước đây là mồi. Gần tới đâu rồi? Đây lồng. Quay ở rừng nên là cũng hơi khó có góc nhìn đẹp. Đây, xòe nhá anh em. Hot. Đấy. Xòe mềm này. Cứ hot là xòe nhá. Ở đây có chòe.